góc, chậu ngoài, hàng mạch chậu trong, hiệu quả, hàng mạch tĩnh mạch, tinh hoàn, dây chằng, đây là thường tinh. Cái chỗ nó chui vào lỗ bẹn sâu, là lỗ bẹn sâu, bẹn sâu nhé. Còn ở đây thì là ở giữa là dây chằng bằng quang, không gọi dây chằng bằng quang nữa, gọi là dây chằng rốn. Rốn giữa. Rốn giữa, bên cạnh là dây chằng rốn. Rốn trong. Rốn trong và động mạch thượng. Thượng vị dưới. Vị. Đây là bằng quang, đây là tuyến tiền liệt. Liệu đạo tiền. Tiền liệt. Ở đây có một cái khoang mỡ và đang dấu tĩnh mạch trước bằng quang. Nhé. Rồi ạ. Nằm ở trước bằng quang. Thì gọi là trước bằng quang. Dạ, gọi là trước bằng quang. Nhé. Rồi ạ. Còn đây là túi tinh. Đây là cuối cùng sinh dục trực tràng, phải chào sigma, đây là trực tràng, đuôi nâng hậu môn, đuôi thắt hậu môn, vâng, tinh hoàn, vào tinh, tiểu đạo xốp, bên cạnh là bật xốp, còn đây là bật phần hang, đây là xương mu, đây có một cái dây chằng, mu dương vật, nó đi từ xương mu đến dương vật, gọi dây chằng mu dương vật, rất là bén.